Rồi lời nói đầu tiên Đông Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lên một cái cây mai cũng khá là già và phút 45 mọi người chơi tới 2022 cây rất lụ chơi mọi người. Đó. Rất là già, cái hồng cũ này bự nha, 31 nha, hoành 31. Cây rất là già và đo trên quần eo đây cũng khoảng tầm 20 nha mọi người. Cái cũ này rất là to và cái rễ nó cao tầm khoảng 20, cái chậu này chậu 32. Cao cũng khoảng tầm 20. Đó, chậu lục giá. Rồi cây này cao thì cũng khoảng tầm 20, 40, 60, 80. Chiều cao sắp xỉ tới 80 nha mọi người. Thì cái đàn ngang cũng khoảng tầm 20, 40, 60, 80. Đàn ngang 80 con bút rất là nhiều và rất là to. Đó. Hứa hẹn một cái năm chim Tết rất là ok nha mọi người. Đó. Cây to, to đùng luôn á. Anh em nào thích thì liên hệ ha. Rồi là mình sẽ tiến hành quay cận cảnh cho người xem ha. Rồi cứ đồng tiến hành quay cho phòng đấy. Rồi mọi người thì đây là cái phần đế của cây này rất là to nha. Đó. Cái bàn đế đây là tới mình đã đo rồi nha mọi người, tới 31 rồi nha, cái cũ nè, và cái bộ rễ nè, thấy không? Nó nồm xuống nè, rất là bự nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Và cái quạnh này thì khoảng tầm 20 cây rất già nha, mười mấy năm nha mọi người. Đó. Thì cái tàn nó rất là ok, bông búp nè, nó đầy hết trơn nè. Để mình kiếm những cái nhánh gần cái bên, mình sẽ quay cho mọi người xem đây nè. Cái bên luôn đi cho nó gần ha. Đó. Bông búp nè, nó bự như không nè mọi người, trồng do đều rất, và rất là đều luôn. Ha. Rất là đều, rất là ok. Đó. Rồi, mọi người thích thì liên hệ ha, cây cũ đây nè. 31 ha, rất là to cũ. Cây cái dạng hình cũ nha mọi người. Đó. To lắm. Rồi, đó là cái thằng gốc ha. Đây là những đồng rễ rất là to bự nè. Uống nước là tới muốn xỉu luôn. Đó thì đây là cái phần tàn của nó nè mọi người. Đó, tàn nãy mình nói là 80, con bút rất là nhiều ha. Cũng lon giống rất là khỏe, bạn chăm rất là dễ. Còn đây là cái phần đây nè. Đó nè, nó kéo sẹo à. Cũng liền này ha mọi người. Đó. Kéo sẹo cũng rất là mạnh nha. Rồi. Ở đây là một cái thẳng lên nè, đây là nó hơi lắc và có những cái co thì chơi tới một năm nữa thì ok. Đó. Củ này rất bự và cây rất là già nha mọi người, bự củ này 31 hoành cái củ, cây này là cái dạng hình củ nha mọi người. À, cây rất đẹp ha, mua thì rất là tiếc. À, rồi tàn nha, 1 2 nhánh 3 nhánh 5 6 nhánh và thành một cái đường rất là đẹp. À. Rồi mọi người thích mai này thì liên hệ ha. Quá đẹp. Rồi cuối video con Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Xin chúc mọi người xem video thật vui vẻ và thật là hạnh phúc. Buổi chiều xin kính chào tất cả mọi người ha, hy vọng được phục vụ và được sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Xem nhớ đăng ký và cho một cái lượt thích nha mọi người. Rồi xin chào. Cây rất là to và rất là đẹp nha, chơi tết cây này nữa một năm thì rất là ok và mong bất kỳ rất là ok nha mọi người. Rồi xin chào, con Vinh xin chào ha.